Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry. Quảng Bình là một trong những vùng đất đặc biệt của Việt Nam. Nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều danh nhân cho giải đất hình chữ S. Và cũng tại nơi đây đã sản sinh ra hai con người làm ảnh hưởng rất nhiều tới dòng chảy của lịch sử Việt Nam thế kỷ 20. Hai con người ấy đại diện cho hai thái cực của cuộc chiến thống nhất đất nước và chống ngoại xâm: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Nhưng trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhắc tới một con người khác, người được xem là cánh tay phải của Ngô Đình Diệm và cũng chính là em trai của ông, cố vấn Ngô Đình Nhu. Ngô Đình Nhu chỉ giữ cho mình chức danh ông cố vấn, thế nhưng thực tế thì lại là bộ não của thời đệ nhất Cộng Hòa. Nhu là người âm thầm đứng sau chỉ đạo, tổ chức sắp xếp, nắm mật thám, giật dây và hoạch định kế hoạch cho cả Việt Nam Cộng Hòa. Trong video ngày hôm nay, Battlecry sẽ giống như một kẻ đứng ngoài cuộc và tường thuật lại những ngày cuối cùng của dòng họ Ngô Đình, nhìn về sự phản kháng cuối cùng của bộ óc quân sự tài năng người huyện Lệ Thủy, Quảng Bình này. Năm 1963, vì thất bại ở trận ấp Bắc và mâu thuẫn về kế hoạch chống cộng, cùng với đó là các vấn đề về Phật giáo, mà đỉnh điểm là vụ tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức, Mỹ đã quyết định lên kế hoạch đảo chính Diệm và Nhu. Người Mỹ thì thích tạo ra bù nhìn, còn dòng họ Ngô Đình thì chưa bao giờ muốn làm bù nhìn. Nhà Trắng lợi dụng những tướng lĩnh theo đạo Phật, các tướng lĩnh trưởng thành từ thời thực dân Pháp đã bị Nhu và Diệm thờ ơ trong quá trình cầm quyền để tiến hành đảo chính. Ngô Đình Nhu với lưới mật thám mà mình có trong tay đã phát hiện ra nhiều điều bất thường từ trước đó, và ông ta đã lập lên một kế hoạch với mật danh Bravo để tiến hành phản đảo chính. Đó không phải là một kế hoạch phản đảo chính thông thường theo kiểu mày đánh thì tao chống lại, hay là tao đi lùng sục xem thằng nào đảo chính thì tao bắn. Ngô Đình Nhu đã thực hiện một kế hoạch đảo chính y như phim của Hollywood, và chẳng khác gì những nhà đạo diễn sáng tạo ra những kế hoạch đầy hack não. Nhu đã phản đảo chính bằng cách tiến hành đảo chính. Bạn không nghe nhầm đâu, kế hoạch Bravo tức là dùng đảo chính giả để đè bẹp cuộc đảo chính thật. Theo đó, kế hoạch sẽ chia làm hai bước như sau. Bước 1, Đại tá Lê Quang Tung sẽ rút ra một phần lực lượng đặc biệt của ông rời khỏi Sài Gòn để đánh lừa Mỹ và Hội đồng Tướng lĩnh. Cùng lúc đó, các lực lượng trung thành khác với các đơn vị thiết giáp sẽ bí mật bố trí quanh đô thành, rồi cùng phá rối, làm ra vẻ chống Diệm. Họ tạo ra một cuộc nổi dậy đảo chính giả. Vì là đảo chính giả, nên phe đảo chính sẽ dọn đường cho Diệm và Nhu rút về Vũng Tàu với đầy đủ phương tiện liên lạc đã chuẩn bị sẵn. Rồi một chính phủ mới sẽ được thành lập từ chính những người chống đối nhà Ngô Đình nhưng không có thực quyền trong tay. Bước 2, các tướng Tôn Thất Đính và Huỳnh Văn Cao sẽ sử dụng quân đội chính quy của họ bao vây quanh Sài Gòn, tấn công và giả vờ như tái chiếm lại thành phố và tóm gọn chính phủ tạm thời. Đưa hai ông Diệm và Nhu trở về từ Vũng Tàu như là Hitler vừa thoát ra khỏi vụ nổ bom ở trong Hàng Sói thời Thế chiến thứ 2. Trong kế hoạch Bravo này còn có hai điểm nhỏ nữa cần lưu ý. Đó là chỉ thị dành riêng cho hai tướng Nguyễn Khánh và Tôn Thất Đính. Nếu như có bất cứ tướng nào không nằm trong kế hoạch muốn móc nối tham gia đảo chính, tức là phe bên kia, thì cứ việc nhảy vào, rồi sau đó khi ở thế căng thẳng thì tự nhiên mũi súng sẽ chĩa vào gáy và tuyên bố tôi là phe ông Nhu, có nghĩa là tạo điều viên ngay cho lòng Mỹ và phe đảo chính thật. Ngoài ra, cũng trong kế hoạch này, trường hợp phe đảo chính thật ra tay đẩy tướng Đính vào thế bị cô lập, thì lúc này chính quân đoàn 2 cùng sư đoàn 23 do đại tá Lê Quang Trọng làm tư lệnh sẽ cắt đứt liên lạc giữa cao nguyên và Sài Gòn. Ông Nhu sẽ theo lộ trình định sẵn lên cao nguyên, còn quân đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa sẽ phản công phối hợp cùng với quân đoàn 4 Việt Nam Cộng Hòa của Huỳnh Văn Cao để trở về giải phóng Sài Gòn. Như vậy, Ngô Đình Nhu đã đường đường chính chính thu được tất cả những sư đoàn trung thành nhất của mình về thủ đô để bảo vệ Sài Gòn và tiến hành tiêu diệt những kẻ đảo chính thật, vô cùng ấn tượng. Bravo phải nói là một kế hoạch táo bạo, bản lĩnh thượng đỉnh, tìm cái sống trong cái chết, và cũng chỉ được thực hiện bởi một kẻ trí tuệ và gian hùng. Thế nhưng, kế hoạch này lại có một điểm yếu chết người, đó là niềm tin và sự trung thành. Chỉ cần một trong số những hạt nhân chủ chốt của kế hoạch này phản bội thì kế hoạch sẽ bị phản tác dụng. Anh em nhà Diệm Nhu họ cùng đánh cược cho sự trung thành của những người mà mình lựa chọn. Và bi kịch ở chỗ, trong những hạt nhân ấy lại có kẻ phản bội và đem kế hoạch Bravo trình lại cho Mỹ cùng với Hội đồng Tướng lĩnh. Từ việc đi bẫy, Diệm và Nhu giờ đây đã trở thành con mồi. Có 4 người quan trọng trong kế hoạch này, bao gồm Huỳnh Văn Cao, tư lệnh quân đoàn 4, Nguyễn Khánh, tư lệnh quân đoàn 2, Lê Quang Tung, người cầm đầu lực lượng đặc biệt, và người cuối cùng và cũng là quan trọng nhất được giao nhiệm vụ hạt nhân trong kế hoạch này là Tôn Thất Đính, tư lệnh quân đoàn 3, kiêm tổng trấn Sài Gòn. Tôn Thất Đính với vị trí là tổng trấn Sài Gòn sẽ là người trực tiếp bảo vệ dòng họ Ngô Đình được quyền nổ súng, cũng sẽ là người trực tiếp thực hiện kế hoạch Bravo với các bước quan trọng nhất. Và Tôn Thất Đính đã lựa chọn phe đảo chính chứ không chọn Diệm. Thật trớ trêu, tất cả kế hoạch Bravo đã được chỉnh lại cho Mỹ và Hội đồng Tướng lĩnh. Trần Văn Đôn lập lên một kế hoạch mới cho Đính thực hiện, và Bravo 1 đã thành Bravo 2, đảo chính giả được thay bằng đảo chính thật. Lê Quang Tung,
người trung thành với anh em Diệm Nhu bị bắn chết ở trại Lê Văn Duyệt. Huỳnh Văn Cao, tư lệnh quân đoàn 4, trung thành với Diệm, bị tước hết quyền lực về tay Nguyễn Hữu Có. Và Nguyễn Khánh bị kiềm giữ tại Nha Trang trong tình thế quan sát và đợi thời. Sau này, chính Nguyễn Khánh đã đảo chính lại nhóm này và lấy lại quyền lực về cho mình. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, ngày định mệnh, ngày kế hoạch Bravo 2 được tiến hành. Súng nổ bên ngoài Dinh Gia Long, bây giờ là bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh ở đường Lý Tự Trọng. Trong tiếng loa phát thanh, những cái tên đảo chính được cất lên. Đó là Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Đỗ Mậu, Trần Văn Minh và Tôn Thất Đính. Một cú đấm cực mạnh khiến Diệm và Nhu phải lảo đảo. Những gì sau đó, chắc nhiều bạn quan tâm lịch sử cũng đã biết. Diệm và Nhu đã trốn thoát ra nhà thờ của cha Tam, sau đó bị bắn chết. Và để lại một nghi án của lịch sử với câu hỏi, ai đã giết anh em Diệm Nhu? Ngô Đình Nhu không hề sai trong việc lên kế hoạch. Và Bravo cũng là hiện thân của trí tuệ người Việt Nam, của ông cố vấn trong dòng chảy của Việt Nam Cộng Hòa, hệt như một con cờ của Mỹ, điều đâu thì đi đấy. Thế nhưng Ngô Đình Nhu đã sai trong cách nhìn người. Khi đã bỏ hết trứng vào một giỏ cho người, hóa ra lại là kẻ phản phúc nhất. Nhưng cho đến tận lúc chết, nếu Ngô Đình Diệm có lúc yếu lòng, thì Ngô Đình Nhu chưa từng cúi đầu, luôn ưỡn ngực về phía trước và không hề kêu rên bất chấp bị phản bội và bị tử thương. Về cái tên Tôn Thất Đính, quê ở Huế, dòng dõi Tôn Thất, người được nhiều sủng ái nhất của gia đình họ Ngô. Cuộc đời sau này bị gắn liền với từ phản phúc và không được sử dụng, buộc phải giải ngũ vào năm 38 tuổi. Và cho đến lúc chết, Ngô Đình Nhu vẫn tin rằng người Mỹ rồi sẽ phải nhận ra họ đang làm một việc dại dột trong việc tự chém vào tay mình. Thời gian sau đó đã trả lời rằng ông đã đúng. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa suy yếu bởi những cuộc đảo chính liên miên, những bất ổn chính trị cùng với nạn tham nhũng khủng khiếp. Người Mỹ thì luôn muốn Việt Nam hóa chiến tranh, muốn có một đồng minh Việt Nam Cộng Hòa đủ mạnh để ngăn làn sóng cộng sản. Thế nhưng họ đã phạm phải quá nhiều sai lầm và khiến cho thể chế trở thành một đống hỗn loạn rồi tự suy yếu. Hãy like, share và subscribe kênh YouTube Battleground nhé, để không bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào của team. Và đó chính là động lực lớn nhất để giúp cho cả team mình sản xuất thêm nhiều những sản phẩm hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.